Hôm nay giới thiệu các bạn, test cho các bạn đó loa Klipsch Tangent 400. Đây là một cái dòng loa rất là khổng lồ, rất là to. Và bây giờ mình sẽ tiến hành giới thiệu trước và sau đó mình sẽ test nhé. Và dạo này mình sẽ bán thêm CD nữa. Thì mỗi ngày khoảng 2-3 ngày thì mình sẽ đăng cái list CD lên. Thì các bạn có thể theo dõi, đăng ký kênh Nguyên Hùng Audio để liên tục cập nhật CD. CD mình làm thì nó như vậy đây. Phôi phono, chất lượng âm thanh tương đương đĩa gốc nha các bạn. Cặp loa mình sẽ giới thiệu đến các bạn hôm nay là cặp loa Klipsch model là Tangent 400. Để mình coi kỹ lại 424.000 nhé. Những cái dòng loa Mỹ thì nó làm cái tem nó thường những cái chữ này thì nó lại in bằng mực nên nó hơi bị mờ. Tangent 400, những dòng chữ model thì nó in bằng mực lợt nên nó hay bị mờ. Đây, được sản xuất và lắp ráp tại Mỹ nha các bạn. Thùng đó là gỗ sồi, rất là đẹp. Gỗ sồi, chiều cao là 90, chiều ngang là 38, chiều sâu là 35. Thiết kế rất là khủng với bát 3 tấc, mic còi 25 và trép còi 15. Cái loa này nó, mình thì không biết nó nặng bao nhiêu nhưng mà mình ước chừng là khoảng 25 kg. Rất là nặng, mình ôm thì thấy rất là nặng. Cặp loa này theo cá nhân mình thì không có khó chơi, không có khó ghép, tại vì độ nhạy rất là cao, 97 dB. Đây là một mức độ nhạy chúng ta có thể ghép rất là nhiều dòng âm ly, từ âm ly bán dẫn cho đến âm ly đàn. Và cái trợ kháng của nó 8 ohm thì cũng là một mức trợ kháng bình thường, dễ chơi. Và công suất của nó liên tục từ 125 cho đến 625W, một mức công suất khá là lớn. Cặp loa này có thể chơi được rất là nhiều thể loại nhạc, từ pop, ballad, dance, acoustic cho đến nhạc bolero. Rồi thì trước khi test thì đây là cái icon của nó, icon của nó đây, mình để riêng ra. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem từng góc cạnh của nó trước khi test âm thanh nhé. Và đôi loa này có mức giá là 15.500.000. Đây, rất là đẹp nha. Đó, quay bát mic trép cho các bạn xem là không có bị trầy, bị lủng hay bị rách gì cả. Tên của nó này, model là Tangent, tên là Klipsch, rất là đẹp. Với mức giá này chúng ta sở hữu loa Mỹ bát 30 thì là sự lựa chọn rất là hợp lý nha các bạn. Hai lỗ thông hơi phía trước. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành test âm thanh của đôi Klipsch Tangent 400 này nhé. Tăng lòng tình sông trời, cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, xuôi một thuở lên đây. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô cạn lại thành dòng, rồi về ngọn quê hương. Từng ngón tay em dài vun trọn cuộc tình đây, mơ toàn chuyện. Rồi đấy qua cơn mê, sông cạn lại thành dâng, rồi về ngọn quê hương. Từng ngón tay em dài, vun trọn cuộc tình đây, mơ toàn chuyện trên.